Rồi chào các anh chị ha. Hôm nay mình sẽ cùng các anh chị trao đổi về cái môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Rồi sáng sáng nay mình sẽ tìm hiểu chương chương thứ nhất ha. Rồi trong cái phần chương 1 này ha, các anh chị trả lời cho mình các câu hỏi sau. Rồi, các anh chị trao đổi với nhau ha và trả lời 50 câu hỏi trên trên như như là trên bảng ha. Câu thứ nhất ha, các anh chị cho biết là khái niệm ha, như thế nào là ngân hàng thương mại. Mình gạch đầu dòng thôi, theo mình thì ngân hàng thương mại là gì. Câu thứ hai là ngân hàng thương mại thì nó có những chức năng gì. Câu thứ ba thì sáng hôm nay thì mình có ba tỉnh mình đang cùng học môn này ha, một là Bình Định, hai là Tiền Giang và ba là Cần Thơ. Vậy các anh chị ở Bình Định á, thì các anh chị liệt kê những ngân hàng thương mại tại Bình Định cho mình. Các anh chị ở Tiền Giang thì các anh chị liệt kê các ngân hàng thương mại mà các anh chị biết á tại Tiền Giang, và các anh chị Cần Thơ thì liệt kê cho mình là các ngân hàng thương mại là tại Cần Thơ. Rồi, và sau khi các anh chị liệt kê xong á thì các anh chị phân nhóm nó ra coi là trong số các ngân hàng mà các anh chị vừa liệt kê đó thì ngân hàng nào là ngân hàng quốc doanh. Ngân hàng quốc doanh nghĩa là 100% vốn nhà nước. Ngân hàng nào là ngân hàng quốc doanh? Ngân hàng nào là ngân hàng thương mại cổ phần? Ngân hàng nào là ngân hàng liên doanh? Và ngân hàng nào là ngân hàng 100% vốn nước ngoài? Và câu hỏi cuối cùng đó là các anh chị liệt kê cho mình là các nghiệp vụ chính ha. Các nghiệp vụ chính của một ngân hàng thương mại. Rồi bây giờ câu câu thứ nhất nha. Thầy nhờ nhờ bạn ngồi bạn ngồi bàn đầu của bên Bình Bình Định á, em trả lời thầy. Bạn ngồi đầu bàn bên tay phải thầy á, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, Hằng trả lời giùm thầy câu câu thứ nhất ha. Này, ngân hàng thương mại thì em hiểu đó là ngân hàng đi vay và cho vay lại. Là ngân hàng hả em? À, Ngân hàng đi vay cho và vay lại. cho vay lại. Rồi ok. Rồi còn khái niệm nào nữa không? Rồi em chuyển micro cho bạn ngồi kế bên em giùm thầy nha. Nhung có khái niệm nào khác bạn Hằng không Nhung? Bạn mình nói ngân hàng, khái niệm ngân hàng thương mại á là ngân hàng đi vay và cho vay lại, em có khái niệm nào khác không? Dạ, em cũng tham khảo sách là có cái khái niệm là ngân hàng thương mại là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, sự nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng bộ sổ vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên. Rồi từ từ vậy ngắn gọn lại cái theo 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 em hiểu là sao? Giao dịch trực tiếp với các công ty, sự nghiệp, tổ chức kinh tế. Giao dịch trực tiếp đúng không? Rồi giao dịch trực tiếp để làm gì? Bằng cách là nhận tiền gửi, Nhận tiền gửi. Rồi sao nữa em? tiền tiết kiệm Rồi. rồi sử dụng sổ vốn để cho vay lại. Rồi, sau đó đúng không? Dạ, cho vay lại. Là cho vay lại. Rồi, thầy cảm ơn ha. Rồi, như vậy là mình thấy là hai cái khái niệm này là mình đều chấp nhận được hết đúng không ạ? Vậy thì có rất là nhiều người người ta sẽ nghĩ ngay cái nói về khái niệm ngân hàng thương mại. Thì khi nói về ngân hàng thương mại thì họ nghĩ ngay đây chính là một cái tổ chức tài chính. Tổ chức tài chính nhận tiền gửi và sau đó là cho vay lại.
Rồi còn để mà mình xem xét ha, là một cái khái niệm cho nó đầy, nó tương đối hoàn hoàn chỉnh và đơn đơn giản để dễ dễ hiểu á. Vậy thứ nhất các bạn thấy là khái niệm về ngân hàng thương mại, vậy thật ra ngân ngân hàng có phải là một doanh nghiệp không ạ? Vậy mình thấy đầu 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 tiên hết là ngân hàng, bản thân ngân hàng cũng là một gì ạ? Một doanh nghiệp. À, ngân hàng á cũng là một doanh nghiệp. Rồi, nhưng mà đây không phải là doanh nghiệp bình thường mà đây là một doanh nghiệp đặc biệt. À, lý do vì sao đặc biệt? Bởi vì nó chuyên à, về kinh doanh về tiền tệ. Rồi, vậy ngân ngân hàng ha là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh về tiền tiền tệ. Rồi và cái thứ hai là bạn mình nói á, là hoàn toàn chính xác đúng không? Đó là nó thực hiện cái đặc đặc điểm của nó là gì? Là nó giao dịch trực tiếp. Nè. Nó giao dịch trực tiếp với khách hàng của nó. À, dịch trực tiếp với khách hàng, và khách hàng của nó có thể là cá nhân. À, có thể là các doanh nghiệp khác. À, có thể là ngân hàng khác. Rồi, cái đặc điểm thứ ba mình cần nhớ đó là khi nói đến ngân ngân hàng ha, khi nói đến ngân hàng. Rồi, thì thường là mình sẽ nghĩ ngay đến những cái hoạt động chủ yếu của nó. Hoạt động thường xuyên á. Và là như bạn mình liệt kê hồi nãy đó, thứ nhất là huy động vốn. Nha, cả hai bạn đều nói lên được cái ý là ngân hàng thương mại ha, là chuyên đi huy động vốn. Rồi. Bên cạnh huy động vốn thì họ sẽ cho vay lại nha, cho vay. Bảo lãnh. Chiết khấu. Rồi, đây là những cái hoạt động thường xuyên nhất của họ, đó là huy động vốn, sau đó là cho vay ha, bảo lãnh, chiết khấu, và tiếp theo là họ sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính khác. Rồi, vậy khi nói về một ngân ngân hàng thương mại ha, khi nói về khái niệm của nó thì các bạn nhớ dùm những đặc điểm trên trên bảng nha. Thứ nhất là ngân hàng cũng là một doanh nghiệp và nó đặc biệt là kinh doanh tiền tệ. À, okay. Nó giao dịch trực tiếp với khách hàng. Khách hàng có thể là cá nhân, có thể là tổ chức, có thể là các hàng thương mại khác trong và ngoài nước. Rồi, hoạt động thường xuyên của một ngân hàng thương mại đó là thực hiện cái việc huy động vốn. À, như hồi nãy bạn mình nói là cái việc là nó đi vay đó ha. Và sau đó là nó cho vay lại, hay nó là huy động vốn và cho vay và làm chiết khấu, và bên cạnh đó nó cung cấp là các dịch vụ tài chính khác. Rồi, các dịch vụ tài chính khác cũng như là các hoạt động là thường xuyên ha, phổ biến của các của ngân hàng thương mại là gì, thì một lát nữa thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong câu câu số 5 ha. Rồi, còn đây là mình nắm giùm cái khái niệm là vậy. Rồi, câu số 2. Đó là ngân hàng thương mại thì có chức năng gì? Rồi, thầy nhờ bạn bên Tiền Giang, bạn ngồi đâu, bạn mặc áo thun trắng em. Thứ nhất là nó là trung gian tín dụng ạ. Trung gian tín dụng. Rồi, ok, còn gì nữa không em? À, trung gian thanh toán và cung ứng phương tiện thanh toán cho nền kinh tế ạ. Trung gian thanh toán, đúng không? Rồi, cộng với gì? Cung ứng gì? Và cung ứng phương tiện thanh toán. Phương tiện thanh toán. Rồi, còn gì nữa không em? À, cung ứng dịch vụ ngân hàng ạ. Cung ứng dịch vụ ngân hàng. Rồi, ok, còn gì nữa không em? Hết rồi.
Rồi. Rồi thầy cảm ơn nha. Rồi em chuyển micro cho bạn mặc áo hồng ngoài ngoài sau lưng em đó. Ngoài sau lưng em có bạn mặc áo hồng á. Dạ, ngân hàng thương mại còn có cái chức năng là nhận tiền và cho vay ạ. Nhận tiền và cho vay. Rồi. Dạ. Rồi, còn chức năng nữa không em? Dạ, phát hành kỳ phiếu và trái phiếu ạ. Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Rồi. Nhớ. Dạ, cho chiết khấu thương phiếu ạ. Khấu thương phiếu. Chức năng đó nha. Này đọc đâu vậy? Ở trong sách đó thầy. Sách nào? Sách sách của ai? Sách của ai vậy? Ở trên phòng xuống đưa xuống này À, thầy. Ở nhúc trường Đại học Kinh tế ạ. đọc này coi tác giả ai? Ủa, Nguyễn Đăng Giòn ạ. À vậy hả? Rồi, ok. Rồi trong đó còn nói gì nữa không? Còn còn nói có chức năng gì nữa không? Chức năng nữa để em tìm nữa. Dạ, Rồi, rồi. chức năng đó là mở tài khoản tiền gửi giao dịch giữa tổ chức và cá nhân thì ơi. À, mở tài khoản tiền gửi hả? Dạ. Tiền gửi cho tổ chức phải không? À, cá nhân. Rồi, thầy cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình nhìn lại nha. Khi nói về một ngân hàng thương mại á, thì thường là các bạn phải nắm được một số cái chức năng của nó nè. À, thứ nhất là như bạn mình trả lời đầu đầu tiên đó là chức năng trung gian tín dụng ha, là hoàn toàn đồng ý ha. À, trung gian tín dụng. Thật ra trung gian tín dụng, trung gian tín dụng là nó trùng với cái ý nào của cái ý trên trên bảng này ạ. Trung gian tín dụng chính chính là làm cái gì ạ? Là nhận tiền và cho vay đúng không ạ? Ok. Rồi vậy trung gian tín dụng á, các bạn hiểu là vậy nè. Bây giờ trong nền kinh tế thì có người thừa tiền không ạ? Đúng không? Và cũng có người là thiếu tiền. Rồi, nhưng bây giờ người thừa tiền á thì người ta làm cái gì? Người thừa tiền thì ngay lập tức là người ta sẽ có nhu cầu là người ta đầu đầu tư. Rồi, còn người thiếu tiền thì người ta lại có nhu cầu là người ta cần vay để có tiền người ta sản xuất kinh doanh để người ta tiêu dùng vân vân. À, như vậy thì bây giờ người thừa tiền thì họ họ có nhiều cách để họ đầu tư. Nhưng mà một trong những sự lựa chọn đó là họ có thể gửi ở đâu ạ? Họ gửi ngân hàng. Rồi, và sau đó ngân hàng sẽ nhận cái tiền gửi đó và ngân hàng sẽ cho những cái người có nhu cầu cần tiền đến ngân hàng để họ họ vay lại. À, như vậy thì nếu như các bạn mà cần tiền để các bạn tiêu dùng hoặc là cần tiền để sản xuất kinh doanh, vậy thì một trong những cái nơi các bạn nghĩ đến cũng là ngân hàng thương mại. Như vậy các bạn thấy rất là rõ ngân hàng thương mại nó đang làm việc là quy động tiền của người nhàn rỗi và sau đó nó cho cái người là gì ạ, cái người thiếu tiền vay lại. À, thì chức năng đó các bạn gọi là chức năng trung gian tín dụng. À, trung gian tín dụng ha. À, vậy mình có thể hiểu một cách đơn giản đó đó là cái việc là nó nhận tiền đúng không, của người ha có tiền nhàn rỗi và sau đó là cho vay lại đối với những người mà thiếu tiền. Chức năng thứ hai bạn mình nói rất là chính xác ha, đó là khi nói đến ngân hàng thương mại thì các bạn nhớ giùm nó có một cái chức năng là trung gian thanh toán. Và trong quá trình thanh toán thì chắc chắn nó sẽ cung ứng các phương tiện thanh thanh toán rồi. Ở đây các bạn nhớ giùm đó là trung gian thanh thanh toán. Trung gian thanh toán các bạn có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy nè. Bây giờ á trong nền kinh tế thì có người mua không ạ? À, trong nền kinh tế thì các bạn sẽ có người mua và sẽ có người gì ạ? Người bán. Đúng không? Thì người mua thì có hai nghĩa vụ cơ bản của người mua, một là gì ạ? Nhận hàng và thứ hai là thanh toán.
Người bán thì có hai nghĩa vụ rất cơ bản, một là gì ạ? Giao hàng, và thứ hai là nhận thanh toán. Rồi. Và đối với những người mua và người bán mà họ có thể gặp trực tiếp với nhau trên cùng địa bàn vân vân á, thì cái việc thanh toán của họ có thể là giao dịch bằng tiền mặt và họ thanh toán trực tiếp cho nhau. Nhưng điều này không có đa số đúng không? Mà thường là người mua và người bán là ở hai cái địa bàn khác nhau. Có thể là trong nước Việt Nam mình ở hai tỉnh khác nhau, hoặc là mua bán trong nước và ngoài nước thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. À, như vậy thì khi mà họ mua họ bán và họ có nghĩa vụ là một bên có nghĩa vụ thanh toán, một bên có nghĩa vụ là nhận thanh toán, à, thì thường là các hoạt động này họ sẽ thực hiện thanh toán qua qua ngân hàng, à, qua ngân hàng, thanh toán trong và ngoài nước qua ngân hàng. Và khi đó thì ngân hàng thương mại sẽ được gọi là cái chức năng là trung gian thanh toán. Rồi, chức năng thứ ba đó là các bạn thấy ở đây các bạn liệt kê rất là nhiều, là phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, rồi chiết khấu thương phiếu, rồi mở tài khoản vân vân. Thực ra cái chức năng thứ ba này á, là em có thể gặp chung lại ha, và em gọi, à, đây là cái chức năng cung ứng ha, các dịch vụ tài chính ngân hàng. Chức năng thứ ba đó là cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng, à, và đây là những dịch vụ nè, à, là mở tài khoản, à, tiền gửi, tổ chức cá nhân, chiết khấu vân vân. Khi nói đến ngân hàng thương mại thì bạn lưu ý giùm mình có thêm một cái chức năng thứ tư nữa nè, à, đó là chức năng là tạo tiền. Bút tệ. Rồi, tạo tiền bút tệ đó, các bạn có thể hiểu cách đơn giản là gì nè. Bây giờ nếu như ngân hàng mà họ nhận vào nha, họ nhận vào là 100 triệu. Họ nhận vào 100 triệu. Rồi, sau đó là họ dự trữ bắt buộc. À, giả sử họ dự trữ bắt buộc, giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, vậy thì họ phải giữ lại bao nhiêu ạ? Hằng đi, Thúy Hằng á, Bình Định á. Hằng á em. Bây giờ nếu như ngân ngân hàng nha, bây giờ thầy nói là ngân hàng A nha. Mình đang xét là ngân hàng A. Họ nhận vào 100 triệu và họ phải dự trữ bắt buộc 10%, vậy thì họ sẽ dự trữ bao nhiêu hàng? 10 triệu à. 10 triệu, ok. Vậy thì họ có thể cho vay ra được nhiêu lại em? À, 90 triệu. À, 90 triệu. Đúng không? Họ cho vay được 90 triệu. Rồi, vậy thì bây giờ nếu như mà họ cho vay cho cái ông A nào đó. Và ông A này, ông ta sẽ dùng cái tiền vay này để ông ta thanh toán cho cái ông B. Rồi, và cái ông B này ông ta nhận được 90 triệu. À, ông ta nhận được 90 triệu nhưng mà ông ta chưa có nhu cầu sử dụng, thì ông ta lại tiếp tục vào ngân hàng ông ta gửi. Ông ta gửi bao nhiêu em? Ví dụ ông ta gửi hết, gửi 90 triệu. Đúng không? Nếu gửi hết 90 triệu thì ngân hàng lại tiếp tục làm việc gì em? Ngân hàng cũng sẽ dự trữ bắt buộc nhiêu ạ? 9 triệu. 9 triệu. Ok, vậy ngân hàng có thể cho vay ra được nhiêu em? 81. 81 triệu. À, và giả sử ngân hàng đang cho vay là cho ông C vay. À, và ông C này lại thanh toán cho ông, lại mua hàng của ông D. Đúng không? À, thanh toán hàng cho ông D. Rồi. Và giả sử ông D này ông ta lại vào ngân hàng ha, ông D vào ngân hàng ông ta gửi 50 triệu. Rồi, vậy thì ngân hàng lại dự trữ bắt buộc nhiêu em? 5 triệu. Rồi, vậy ngân hàng cho vay được bao nhiêu? 80. No, 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 no. Cái khúc này thôi.
45 triệu đúng không? À, 45 triệu. À, và giả sử chúng ta lại cho cái ông E vay, và ông E này lại thanh toán cho ông F 45 triệu. À, ông F là vô ngân hàng gửi 20 triệu. Vậy ngân hàng dự trữ bắt buộc nhiêu em? 2 triệu. Ngân hàng cho vay được bao nhiêu? 18 triệu. Rồi, vậy mình nhìn lại nha. Ban đầu á là chỉ có 100 triệu thôi. 100 triệu ban đầu được gửi vào ngân hàng. Sau đó ngân hàng dự trữ nè. 10 triệu. Và ông ta cho vay được nhiêu ạ? 90 triệu. Đúng không? Vậy bây giờ em tính giùm em tính giùm thầy là tổng cái số tiền gửi ban đầu á. Tổng số tiền gửi ban đầu nè. À, cái số tiền gửi ban đầu là nhiêu em? Không nhiều rồi. Này, thôi có nghĩa là bây giờ nè, người ta gửi ban đầu là có 100 triệu thôi đúng không? À, nhưng mà sau đó em thấy là ngân hàng dự trữ lên 10 triệu và ông ta cho vay ra 90 triệu nè. Rồi tiếp tục sau đó là ông ta lại cho vay tiếp ra là 81 triệu nè. Rồi cho vay 45 triệu nè. Cho vay 18 triệu nè. Như vậy thì thật ra cái số tiền thực tế trong nền kinh tế á, cái tiền thật á, là nó không tăng lên đúng không? Nhưng mà cái số tiền ghi chép lại của ngân hàng là nó gia tăng lên rất là nhiều đúng không? Có nghĩa là cái dòng quay của tiền á, nó không phải là nó chỉ đi có một lần đúng không em? À, thì cái chức năng đó người ta gọi là chức năng tạo tiền bút tệ. Hay nói cách khác là thông qua cái chức năng này á, thì các bạn thấy là cái số tiền á, nó được gia tăng lên theo cấp số nhân đúng không? Rồi vậy rút lại nha, khi nói về ngân hàng thương mại ha. Nói về chức năng ha, thì bạn lưu ý với mình bốn cái chức năng. Trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, à, cung ứng dịch vụ tài chính ngân hàng và chức năng là tạo tiền bút tệ. Rồi, thầy nhờ một bạn ở lớp Tiền Giang nha. Bạn Mai ơi, em chuyển cái micro cho bạn mặc áo đen ở dưới em một ghế đó Mai. Rồi, Út Nguyện liệt kê mấy ngân hàng trên địa bàn Tiền Giang thì thầy nghe coi Út Nguyện. Dạ, thầy là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Rồi, Agribank phải không em? À, gì nữa ha? Dạ. À, dạ, Ngân hàng Đại Tín. Đại Tín là Trust Bank phải không em? Dạ. Rồi, ngân hàng gì nữa? Dạ, Ngân hàng Sacombank. Sacombank. Gì nữa em? Dạ, Ngân hàng ACB. ACB. Dạ, Ngân hàng Vietcombank. Ngân hàng Phương Nam là ngân hàng Phương Nam hả em? Phương Nam, rồi. Dạ, Ngân hàng Đông Á. Đông Á, rồi. Dạ, Ngân hàng Asimbank. Asimbank, rồi. Dạ, Techcombank. Cân bằng rồi. Dạ, là Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long. MHB. Hay nào nữa em? Em hết biết. Rồi thầy cảm ơn nhiều nha. Rồi em chuyển micro lên cho chị mặc áo vàng ưng ngồi đầu bàn giùm thầy em. Rồi, Nguyễn liệt kê mấy ngân hàng này á, Tuyến có thấy còn có ngân hàng nào khác không em? Vietcombank thầy. Nè, Vietcombank nè. Vietinbank phải không? Dạ. Rồi, ok, hàng công thương, gì nữa không? Ngân hàng đầu tư phát triển. Đầu tư phát triển, BIDV. BIDV.
Ngân hàng Nam Việt thầy. Nam Việt, Navibank. Còn nghe nào nữa không em? Hết biết rồi thầy ơi. Rồi rồi thầy cảm ơn nha. Rồi bạn bình định nha. Rồi Tâm coi là mấy bạn Tiền Giang liệt liệt kê như trên bảng đó, thì ở ngoài Bình Định em thì còn còn thiếu ngân hàng nào nữa không, ngoài mấy ngân hàng bảng đó em? Là quân đội ạ. Quân đội, ok, MB. Còn gì nào nữa không em? Nam Á đó. Nam Á. Vâng. Nam Á đúng không? Quân đội. À, Nam Á. Rồi, ngân hàng nào nữa không? Techcombank. À, tích tích cơm em, tích cơm này em, Ngân hàng ngoài quốc doanh á. ngân hàng ngoài quốc doanh hả, Dạ. là Techbank. VPBank. VB, VB B phở. VB Bank phải không em? Dạ vâng, bank. À, ngân hàng này đổi tên rồi, ngân hàng này giờ là ngân hàng Việt Nam Thịnh Thịnh Vượng. Hồi trước là ngân hàng ngoài quốc doanh phải không? Dạ Trước là vâng đúng các ngân rồi. hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thì giờ nó đổi là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ha. Rồi còn ngân hàng đâu nữa không em? Ý là ngoài em á, vấn đề cái vậy anh em. À rồi, ok. VIP. VIB ha. Vậy hả? Vậy chứ hả? Đúng không? Không, cái đó thì ngân hàng Rồi ngoài quốc ok, VIB vậy nữa phải không? đúng không? Rồi viết banh. Rồi. Ngân hàng quốc tế phải không? Rồi còn ngân hàng nào nữa không em? Oceanbank. Ocean Bank, ngân hàng đại dương phải không? Còn hàng nào nữa không em? Ngân hàng Kinh Banh. Kinh Long. Kiên Long, ok. Rồi. Sơ sơ vậy. Sơ sơ vậy. Rồi, rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Rồi, có bạn nào thấy là còn có ngân hàng nào mà mình chạy ngang, tình cờ chạy ngang thấy mà nãy giờ bạn bạn bè mình chưa liệt kê không ạ? Nhung bổ sung tiếp Nhung. Nhung, Nhung. Nhung là ở đâu? Nhung Bình Định hả? Rồi, Nhung còn không Nhung? Thầy còn ngân hàng VCBank là thầy. VC hả em? Dạ. VC vậy hả? Dạ, VCBank. VC Bank là ngân hàng gì vậy? VCBank là ngân hàng gì Nhung? VC không có đâu em. SCB nữa thôi, ngân hàng À, SCB. SCB thì có. À, SCB đúng không em? Ngân hàng Thương Dạ, mại SCB. cổ phần Sài Gòn, rồi. Quyết tinh Western Bank, ngân hàng phương Tây. Chính xác ha. Ngân hàng miền Tây á. Phương Tây. Còn ngân hàng nào nữa không em? hết rồi thầy ơi. Rồi ok, bạn Tiền Giang thấy thấy còn có ngân hàng nào nữa không em? Tiền Giang á, Tiền Giang nhiều lắm mà, tôi đi Tiền Giang tôi chạy lòng vòng thấy còn nhiều lắm. Rồi, còn ngân hàng nào nữa Tú? Maritime này. Maritime, hàng hải ha, Maritime Bank. Rồi. Đông Nam Á đó thầy. À, Đông Nam Á là Sibank phải không em? C-Ban đúng rồi. Sibank. Liên Việt Ban đó thầy. Liên Việt. Rồi. Nghe gì nữa không? Ngân hàng bản Việt. Bản Việt, chính xác. Bản Việt, bản. Rồi. Bản Việt là trước là hàng gia đình đó phải không?
đúng rồi. rồi mấy hào nữa không? Rồi anh chuyển micro cho cái bạn mặc áo hồng bên bên tay phải anh nè, bạn thiệt là dễ thương á, ngồi ngồi gần gần cuối nè. Dạ, ở Tiền Giang còn ngân hàng chính sách xã hội nữa này. À, chị tên gì ha? Dạ em tên Nguyễn Thị Hết. Hết còn nữa này. Dạ. Ngân hàng chính sách xã hội này thuộc chính phủ. Dạ, Nguyễn Thị Hết gì ha? À, ngân hàng chính sách phải không chị? Ngân hàng chính sách xã hội chị ha. Rồi còn có cái heo nữa không chị? ngân hàng Việt Băng nữa này. Việt Băng, ok Việt Băng rồi. Thôi nếu mà không còn nữa vậy mình nhận đây nha, mình nhìn lại nha. Vậy thì đây các bạn liệt kê được là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ha. 27 ngân hàng. Rồi, 27 ngân hàng này các bạn liệt kê là ok rồi, nhưng mà ngoại ngoại trừ có cái ông này là như chị hết là mới 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 vừa nói đó. Hiện nay là nó là ngân hàng chính sách xã hội ha, thì thường là nó không có mang tính là của ngân hàng thương mại. Trong khi ngân hàng thương mại nó hoạt hoạt động là mục tiêu chủ yếu nó là vì lợi nhuận á, thì ngân hàng chính sách xã hội thì nó có những mục tiêu khác. Ví dụ bây giờ các bạn đi học, các bạn có vay vay tiền đóng học phí được không? Hằng, Thúy Hằng ngoài Bình Định đó em, đi học có vay tiền đóng học phí được không? Dạ được hai Vay ở đâu em? ngân hàng chính sách xã hội đó Rồi chính 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 xác ha. Ok vậy thì mình thấy là ngân hàng chính sách xã hội là nó giải quyết những cái vấn đề ha, rất là chuyên 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 biệt của nó. Thì thường là tính chất của nó thì nó không có vì mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu. Rồi bây giờ mình nhìn lại nha. Vậy thì các ngân hàng các bạn liệt kê trên bảng đó, thì các bạn xem lại, vì mình coi ngân hàng nào là ngân hàng quốc doanh, ngân hàng nào là ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng nào là liên doanh, và ông nào là 100% vốn nước ngoài. Rồi vậy trên bảng ngân hàng nào là ngân hàng quốc doanh, bạn nào biết phát biểu với mình ha, bạn bạn nào mà sáng giờ chưa phát biểu á? thứ hai là ngân hàng phát triển và nông thôn Việt Nam, Aribank là quốc doanh. Rồi gì nữa em? rồi BID Bank, BID này hả? Rồi quốc doanh nào nữa? Việt Tin Bank. Việt tin băng là quốc doanh. Rồi Việt Công Bank. Việt cơm băng là quốc doanh. Rồi MHB. MHB. Rồi ok, sao Hồ Huy biết năm ngân hàng này là ngân hàng quốc doanh? Ngân hàng quốc doanh là 100% vốn nhà nước đó đó. Sao em biết năm ngân hàng này là ngân hàng quốc doanh? Đọc trong sách đúng không Huy? Thứ hai là nhà nước chiếm trên 51%. Ai nói nhà nước trên 51% thì gọi là ngân hàng quốc doanh? Thầy hỏi là em sao em biết đây là ngân hàng quốc doanh? Em đọc sách phải không? Sách nào? Sách của thầy của Nguyễn Văn Đoàn ha. Nguyễn Văn Dơn như mấy đơn Dần năm mấy em coi thầy sách đó năm mấy vậy? trang 17 thầy. Dạ em biết trang 17, em hỏi anh năm mấy. Tự nhiên hỏi là em tên gì trả lời mẹ em đẹp lắm là sao? Năm 2011 thầy ơi. Sách năm 2011 hả? Dạ. Rồi ok. Rồi thầy cảm ơn nha. Rồi có bạn nào trong lớp thấy có ý kiến khác không ạ? Nè Huy ơi, thầy cập nhật thông tin một chút xíu nè Huy. Nông nghiệp thì vẫn còn là ngân hàng trăm trăm vốn nhà nước nha Huy. Nhưng mà Vietcombank cổ phần chưa em? Ngân hàng Vietcombank
Cổ phần hóa chưa? Cổ phần rồi. Đúng không? Bây giờ em ra ngân hàng ngoài là để là ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank mà. Nó mới vừa đổi. À, bây giờ mã giao dịch trên mã giao dịch cổ phiếu ở trên là VCB đó em. MHB ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long cổ phần chưa? Cổ phần rồi. Công thương cổ phần chưa? Cổ phần rồi. BIDV cổ phần chưa? Rồi luôn nha em. À. Chính sách xã hội là đúng là ngân hàng quốc doanh rồi, nhưng mà hồi nãy mình nói rồi đó, nó không phải ngân hàng thương mại thì bỏ ra ngoài nha. Vậy trên bảng còn còn ông nào ngoài nông nghiệp là đang sở hữu trăm trăm vốn nhà nước nữa không? Ngân hàng phát triển đó thầy. Là ngân hàng nào em? Này hả? BIDV đúng rồi thầy. Ngân hàng phát triển hay là ngân hàng phát triển hay là ngân hàng đầu tư và phát triển? Ngân hàng phát triển BIDV. là ngân hàng này nè. BIDV. VDB đúng rồi, chính xác. VDB. Ngân hàng phát triển thì nó giống như ngân hàng chính sách vậy đó Huy. Ngân hàng phát triển thì nó hỗ trợ xuất nhập khẩu Huy ơi. Nó mục tiêu chính của nó cũng không phải là ngân hàng thương mại. Đúng là Bình Định cũng sẽ có VDB Bình Định. Tiền Giang cũng sẽ có VDB Tiền Giang. Nhưng mà nó chuyên để hỗ trợ xuất xuất nhập khẩu á Huy Huy ơi, chứ nó cũng cũng không có nhằm mục tiêu lợi nhuận nha em. Rồi, rồi thầy cảm ơn nha. Trên trên bảng ngân hàng nào là ngân hàng thương mại cổ phần ạ? Bạn nào biết phát biểu với mình ha, ngân hàng nào trên bảng là thương mại cổ phần? Thầy quân đội em Nhung Bình Định thầy Rồi, sao Nhung? sao không ban sa Sa, không ban từ 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 từ, từ. Sa cơm băng. Rồi. thấy không ban Cơm băng, Sa cơm băng nè. Việt không ban Từ từ nha, tách cơm băng. Tách cơm băng là gì nữa em? ngân hàng thương mại Sài Gòn thầy. À, thương mại cổ phần Sài Gòn. Hay nó nữa không em? Đông Á thầy. Đông Á. Rồi. Việt Tin Văn. Việt Tin Bank. ACB nữa thầy. ACB hả? ACB ạ. Rồi ACB gì nữa em? Nam Á ạ. Nam Á. Mình bên góc thầy ạ. Rồi ok, Nam nữa. Việt Công Banh nữa ạ. Việt Cầm Bằng. Trên thầy ạ. Rồi. Kiên Long gì nữa? Bank Phương Nam. Là hết là cổ phần hết luôn. Esim. À đúng rồi đó, đúng rồi đó Nhung. Dạ. À, thì thích em ạ. Được ạ, em nói dễ đơn giản dễ hiểu. Ok. Ok, Quang 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 tao đồng ý ha. Trên cơ bản các bạn liệt kê hồi nãy giờ là chỉ có ông Aribank là bây giờ là ngân hàng trăm trăm vốn nhà nước thôi, còn tất cả các hàng còn lại đều là ngân hàng thương mại cổ phần hết ha. Rồi như vậy thì á, nếu như theo các bạn phát biểu nha, theo các bạn phát biểu á, thì mình phát hiện là ở tỉnh ở hai tỉnh các bạn còn chưa có các ngân hàng này nè. Nhất là ngân hàng gì ạ? Liên danh. À, liên 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 doanh nghĩa là một phần là bên nước Việt Nam ha, một phần là bên vốn bên nước Việt Nam ha, và một phần là của ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng liên danh Việt Nam ví dụ như ngân hàng là Việt Nga nè, Việt Thái, Việt Lào nha, Việt Hàn, Indovina vân vân. Và cái loại hình thứ hai thì thấy các bạn cũng không thấy có ở tỉnh các bạn, đó là ngân hàng là trăm trăm vốn nước ngoài hoặc là chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại tại Việt Nam. À, ví dụ những ngân hàng rất nổi tiếng ví dụ Citibank,
Santa Charter, AB Amro, Deutsche Bank, Citibank, HSBC, Bank of China, Shinhan, vân vân ha. Thì không có nghe các bạn liệt kê, có nghĩa là chắc là ở tại các tỉnh các bạn chưa có ha. Rồi như vậy liên quan đến các ngân hàng này, để tìm hiểu thêm á, các bạn về các bạn lên trang web này các bạn tìm hiểu thêm như mình nha, để đọc mình nắm lại hết về các ngân hàng thương mại Việt Nam. sbv.gov.vn. Rồi vậy các anh chị về nhớ lên trang web này nha. SPV là viết tắt của là State Bank ở Việt Nam, đó là ngân hàng nhà nước Việt Nam. Lên đây sẽ có đầy đủ những cái thông tin về hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam nha. Dạ. Các bạn nhớ lên đây đọc ha, coi là loại hình nào thì chức năng nó được quyền làm gì. Vốn như thế nào, mạng lưới chi nhánh ra sao. Các bạn về các bạn vô trang web đó thì các bạn sẽ vô được cái trang gọi là ngân hàng nhà nước Việt Nam. Trong ngân hàng nhà nước Việt Nam thì các bạn coi giùm mình về cái vấn đề về trong đây các bạn nhìn bên tay trái nó có hệ thống các tổ chức tín dụng. Các bạn muốn vào hệ thống của tổ chức tín dụng thì các bạn sẽ thấy là trong đây nó có liệt kê cho các bạn là các ngân hàng ha. Ngân hàng nào ha, ngân hàng nào, ngân hàng nào, ngân hàng nào. Nhưng mà các bạn phải chú ý giùm mình là cái vấn đề về cập nhật về thời gian nha. Tại vì cái trang này nhiều khi nó cũng chưa có cái cập nhật thời gian á. Nó cũng không có tốt ha. Rồi giờ các bạn vào đây các bạn đọc giùm mình nha. Rồi câu hỏi cuối cùng. Vậy các nghiệp vụ chính của ngân hàng thương mại là gì? Thì đây chính là trong cái môn học của mình á. Thì khi nói đến ngân hàng thương mại thì mình sẽ có các hoạt động chủ yếu nè. Thứ nhất là huy động vốn. Thứ hai là cho vay. Tiếp theo mình có hoạt động chiết khấu, bảo lãnh. Thanh toán. Kinh doanh ngoại tệ. Rồi bên cạnh đó thì ngân hàng còn làm một số cái nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ tài chính khác ha. Nhưng mà các nghiệp vụ trên bảng, 6 nghiệp vụ mình liệt kê trên bảng là 6 nghiệp vụ chính ha, của một ngân hàng thương mại. Và vậy lần lượt trong môn học này mình sẽ tìm hiểu từng nghiệp vụ này nhé.